Thưa xin tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ làm một vài tô màu và vẽ bức tranh ngay mà chưa biết cái gì ạ. Suy nghĩ đã này. Chả biết cái gì hết ạ. Ok, thì vẽ chữ V đi. Không lâu được bảy chữ tạo rồi. Dùng màu cam, màu xanh, màu lá, màu cam, màu vàng để được đủ hết. Đó, đường này, đường này. Đây nha. Tiền nâng cấp à? Cây đi coi mẹ thế là nó phải ta phân đoạn rồi kéo một thôi đại phương ơi. Nhà
Tốt rồi. Bắt cho con nào. Chúng ta sớm như thế. Đấy, đây, đây. Cao như con đi. Thôi, qua chân của mình là thua. Và video của mình ở đây. Bye bye tất cả mọi người.